Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, sáng nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội thảo luận hội trường về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2024, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2025 và nhiều nội dung quan trọng khác, tiết kiệm 5% chi thường xuyên để tăng chi đầu tư phát triển và một số chính sách an sinh khác là nội dung mà các đại biểu quan tâm. Theo tờ trình, Chính phủ đề xuất cho phép dành 5% nguồn tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện chính sách xóa nhà tạm, nhà rột nát. Đánh giá chủ trương này rất tốt trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng đề xuất này cần phương án thực hiện khả thi và cân đối phù hợp với từng địa phương. Không có một cái cơ chế nào để chúng ta đề xuất là giảm 5% chi thường xuyên năm 2024. Thế mà bây giờ đã là tháng 10 rồi. Theo cái quy định là ngày 13 tháng 11 thì chúng ta sẽ thông qua cái nghị quyết này. Thế và nhiều địa phương thì dự toán này đã xây dựng từ đầu năm, nhiều địa phương cơ bản giải ngân hết rồi. Thế mà bây giờ thì cắt 5% thì cũng không biết là lấy nguồn ở đâu. Và tôi cũng cho rằng vấn đề này thì cần phải có cơ chế mở hơn. Những địa phương nào có khả năng tiết kiệm được và thì thực hiện, không thể bắt đồng loạt bắt cả tất cả các địa phương đều như nhau. Chúng ta tiết kiệm chi 5% để cho đầu tư phát triển thì tôi đề nghị có thể được là chúng ta ngay từ đầu năm là làm dự toán, chúng ta cắt ngay 5% này để đưa ngay vào cái chi cho đầu tư phát triển. Chứ còn nếu chúng ta để mà tiết kiệm đến cuối năm thì chúng ta thực hiện rất nhiều cái thủ tục. Thí dụ như phải trình qua cho Thường trực Hội đồng Nhân dân rồi, chúng ta xin ý kiến cũng có đủ các ban bệ rồi đưa vào cái kế hoạch vốn đầu tư công nữa thì nó sẽ mất rất nhiều thời gian. Giải trình về vấn đề này, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết, việc tiết kiệm chi thường xuyên hiện chủ yếu từ các khoản chi sự nghiệp kinh tế, mua sắm, chi phí công tác phí, hội nghị tiếp khách. Để tiết kiệm 5% chi thường xuyên và dành khoản này, tập trung cho chi đầu tư phát triển và thực hiện chính sách xóa nhà tạm, nhà rột nát. Chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành đơn vị giảm công tác phí, chi tiêu ở các hội nghị, hội thảo, tiếp khách. Và chúng tôi cũng đã cắt luôn 10%. Vừa rồi chúng tôi cũng đã báo cáo với Thường trực Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ. Chúng tôi không thể gói cuộc cắt giảm được nữa. Thì gần như gói tiền lương, phụ cấp lương là gần như chiếm phần đa. Và cái cơ bản là cái định mức ban hành từ đầu nhiệm kỳ, nhưng mà sau đấy thì một loạt các cái chính sách hoặc kể cả nâng lương, nhưng mà định mức chưa thay đổi. Vì vậy chúng tôi nghĩ là cái việc chi thường xuyên cũng là như vậy, cũng đã gói rất là tiết kiệm rồi. Bây giờ gói khuyến khích các bộ ngành, các địa phương có thể gói tiết kiệm được các khoản chi khác, ví dụ như là đi nước ngoài, ví dụ như là công tác phí hay là các cái hội nghị vân vân. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cũng cho biết, năm nay cả nước đã tiết kiệm được hàng ngàn tỷ chi thường xuyên để chi cho chính sách xóa nhà tạm, nhà rột nát. Cũng trong sáng ngày hôm nay, Quốc hội thảo luận về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam. Chiều nay, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật địa chất và khoáng sản. Không khí thảo luận sôi nổi, thẳng thắn và trách nhiệm, các đại biểu Quốc hội. Chiều qua tại Công an tỉnh Ninh Bình, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Dự lễ công bố có các đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình. Tại buổi lễ công bố, thưa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Đặng Trọng Cường, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Sơn La. Công bố quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Đinh Việt Dũng, Phó Cục trưởng Cục An ninh Nội địa Bộ Công an, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực đóng góp của Đại tá Đặng Trọng Cường và Đại tá Đinh Việt Dũng trên các mặt công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng tại các đơn vị trong suốt thời gian qua. Đồng chí Thứ trưởng cũng khẳng định Đại tá Đặng Trọng Cường và Đại tá Đinh Việt Dũng là những cán bộ được đào tạo bài bản, có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, đã trải qua nhiều vị trí công tác và luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Thứ trưởng tin tưởng rằng trên cương vị công tác mới, các đồng chí được điều động và bổ nhiệm sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực, sở trường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình, tỉnh Sơn La, các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân.
Sáng nay, báo Quân đội Nhân dân phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tọa đàm với chủ đề 80 năm linh hồn mạch sống của quân đội cách mạng nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân, 80 năm ngày truyền thống Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tại tọa đàm, tham luận của các tướng lĩnh lãnh đạo chỉ huy quản lý ở các đơn vị, các nhà khoa học tiếp tục làm rõ và khẳng định 80 năm qua, song hành cùng quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Tổng cục Chính trị đã và đang chỉ đạo sâu sát, kịp thời, hiệu quả về công tác xây dựng hệ thống cơ quan chính trị toàn quân vững mạnh toàn diện, lấy xây dựng tổ chức Đảng là trung tâm, xây dựng đội ngũ cán bộ là then chốt, đồng bộ, thống nhất từ cấp chiến lược đến các đơn vị cơ sở. Tổng cục Chính trị luôn nhạy bén, sáng tạo, kịp thời cụ thể hóa chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quyết tâm chiến lược của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, chỉ đạo hướng dẫn công tác Đảng, công tác chính trị sát với đặc điểm, tính chất nhiệm vụ của quân đội và các lực lượng, quân binh chủng trong quân đội, phù hợp với thực tiễn hoạt động của bộ đội, nhất là trước các chiến dịch lớn, những thời điểm có tính chất bước ngoặt lịch sử cách mạng, những nhiệm vụ khó khăn đột xuất, đảm bảo cho quân đội ta là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, nhà nước và nhân dân.